Rồi, ok các bạn. À đây là con đeo Vectro 3670MT chạy Core i5 8400 các bạn ha. Bây giờ mình sẽ update mod của cái máy này nha các bạn. Rồi, các bạn mở trình duyệt web ha. Các bạn gõ là đeo 3670 driver các bạn ha. Rồi, chúng ta vào trang chủ đeo luôn các bạn ha. Chúng ta. Rồi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn ở đây là BIOS. Rồi, đây các bạn ha, đeo 3670 BIOS ha, bọn ta download về. Đây các bạn. Rồi, chúng ta nhấp phải, nó chọn Open. Rồi. À cái BIOS update UTT này là nó chạy trong Windows luôn nha các bạn. Nó khác với những điều giống như Dell T1007 hay là Dell T3600 hay T7810, nó chạy vào môi trường DOS thì cái này nó chạy trong Windows luôn các bạn ha. Đó là bạn thấy ha. Rồi, cái phiên bản hiện tại đây nè các bạn. À 1.5.11, bản mới là 2.5.0, rồi một số Intel Management nè, System Map nè, vân vân các bạn ha. Rồi rất là dễ ha. Rồi ở đây mình chỉ cần chọn update thôi. Rồi các bạn thấy đang lập nè. Rồi mình chờ trong xíu các bạn. Trong quá trình này chúng ta cũng đừng thao tác gì hết ha, cũng đừng tắt máy hay đừng mở chương trình khác. À nếu không rất là nguy hiểm các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ reset máy lại nha các bạn. À như vậy là cũng khi mà reboot lại thì hệ thống mới lọt BIOS vô trong chip BIOS đó bạn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn reset. Rồi như vậy là cũng khá là giống nhau các bạn ha. À, chỉ qua là cái khung ở trong Windows thì nó cái giao diện đồ họa nó khác thôi các bạn, chứ còn khi mà mình chạy lệnh thì cuối cùng máy cũng reset lại và cái thao tác này giống như là mình update BIOS của một số cái phiên bản Dell khác các bạn ha. Rồi ok, bây giờ là mình chỉ cần chờ đợi thôi các bạn ha, rất là đơn giản. Rồi thì với trường update BIOS này các bạn sẽ giúp fix một số cái lỗi ở những cái phiên bản BIOS trước nếu có, và tiếp theo nữa là sẽ support được những con CPU đời sau tốt hơn các bạn. Ví dụ như 3670 này thì đang chạy là con Core i5 đời thứ 8 các bạn. Ví dụ như khi mình gắn i5 đời thứ 9 vô thì có thể nó không chạy, tuy nhiên mình update BIOS xong thì có thể hoạt động hoàn hảo được. Đó, bởi vì chipset này thì nó hỗ trợ cả Gen 8 và Gen 9 các bạn ha. Ok, đã thành công rồi các bạn. Và hệ thống sẽ tự khởi động lại. Rồi ok các bạn, máy đã vào Windows lại các bạn ha. Core i5 8400. Thì các bạn chạy lại cái trình update BIOS á thì các bạn sẽ thấy là cái BIOS của mình đang lên cái phiên bản 2.15.0 rồi đó các bạn ha. Đó, và hai cái bản ví dụ như là Current Version và New Version này, hai bản này giờ giống nhau rồi các bạn. Đó, đã được update rồi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ha. Vui lòng giúp ủng hộ kênh mình. Có gì thắc mắc các bạn vui lòng comment bên dưới nha. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.